Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tài lộc khiến con người dễ phiền não, khi vướng vào phiền não rất khó để đoạn trừ. Vì sao nhiều người giàu có, bạn lại không? Vì trong mệnh của họ có sẵn cái nhân tài phú. Thông thường khá chọn lọc xem mệnh, Khải Toàn nhìn một lá số, dù không có tài phú nhưng có lòng giúp người và có cơ hội cải biến mới có thể nhận được. Ngược lại, mệnh có tài phú, không đủ duyên cũng không thể nhận. Ngoài các vị cần tra lá số chọn đời cơ bản, Khải Toàn nhận xem mệnh chuyên sâu với ít gia chủ đặc biệt. Hướng dẫn từ giường ngủ, hướng nằm ngủ, bàn làm việc, vận trong năm và hướng xuất hành, phù hợp với những vị có chức vị cao. Trong video này, Khải Toàn hướng dẫn cách đơn giản tìm xem mệnh của mình có cung tài hay không và tài phú từ đâu mà có, kèm những cách để kích hoạt cung tài lộc. Tiền tài, thọ mạng, tướng mạo, tình cảm ở kiếp này là quả từ kiếp trước. Nếu hoàn cảnh ở hiện tại là quả, thì nhân là những việc bạn đã làm, đã tạo tác trước kia. Nhân thiện thì quả thiện là điều không cãi bàn. Giả dụ bạn làm việc tốt, giúp đỡ ai đó, họ không nhận, họ không biết ơn, bạn tự trách bản thân mình và trách lẫn người giúp kia. Bạn tự trách mình là nhân, bạn phiền não là quả. Nếu chịu khó tu dưỡng tâm tánh, bạn sẽ khai ngộ. Bạn thất vọng vì bạn giúp người mà mưu cầu lợi lộc, mưu cầu họ biết ơn của bạn, bạn sẽ khai ngộ. Người không nhận sự giúp đỡ vì họ không đủ phước. Đời này quanh vẫn là nghiệp và phước. Nghiệp hết thì phước mới đến. Nghiệp chưa hết, phiền não chưa đoạn trừ, không nên lưu tâm đến phong thủy, vì phong thủy cũng chỉ là một phương tiện, không thay đổi được những tạo tác trong quá khứ. Bạn nuôi gì, trồng gì thì mai sau có quả ấy. Nuôi oán nhận oán, nuôi thiện nhận thiện, trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít là điều không cãi bàn. Đời này bạn có tài phú hay không, bạn sẽ không thể nào không đau khổ, không thể nào không phiền não. Để đoạn trừ phiền não cần tu dưỡng tâm tánh, cần nhân hòa ái ngữ, không mang lòng đố kỵ. Khi đố kỵ lại phát sinh chướng ngại, rồi lại thêm phiền não. Vì tu dưỡng tâm tánh là một cuộc thi kéo co. Kẻ địch là phiền não, là tham sân si mạn nghi. Kẻ địch này chính là tâm ma của mỗi người. Chưa đoạn trừ được tâm ma thì không thể nào được an lạc. Không an lạc thì làm sao có tâm thanh tịnh để nghĩ cách chân thiện làm ăn để kiếm tiền. Người có đức tin, tin vào nhân quả, nhân lành quả thiện là người may mắn. Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu thọ mạng, tướng mạo, tình cảm, tiền bạc của bạn ở đời này là quả, vậy nhân từ đâu ra? Khải Toàn không tùy tiện nhận xem lá số, ưu tiên xem cho những người có lòng giúp người, ưu tiên cho người muốn dụng phong thủy tăng thêm vài phần may mắn, và người tin vào nhân quả. Tuyệt nhiên không thể nào nhận xem với người muốn thay trắng thành đen. Người mà muốn nhiều quả ngọt lại không chịu gieo trồng hoặc chăm sóc, hoặc người quá nôn nóng thay đổi vận mệnh, và hiển nhiên là người không có cơ hội cải biến. Trong mệnh của bạn có tài, bạn làm gì cũng có tài. Mệnh của bạn không có tài, nếu có được chút ít hẳn là một nỗ lực rất là lớn. Nếu trong mệnh của bạn không có tài phú nhưng bạn lại giàu có thể bạn làm việc bất thiện, bạn được linh giới tà ma trợ giúp. Hành động này không thể bền lâu, giao kết lợi lộc với linh giới bạn sẽ trả giá rất đắt. Có thể có lúc bạn không tin vào nhân quả, không tin vào phong thủy hay thần thánh nào cả. Ví dụ khi còn trẻ bạn không tin vào tôn giáo hoặc tâm linh. Nhưng khi đau khổ không còn chỗ bấu víu vào, bạn chỉ còn biết cầu trời khấn Phật. Con người có thể không cần tôn giáo, nhưng tâm thức nên chứa tôn giáo. Khi tâm thức có điểm tựa là lúc tâm thức vững chãi nhất.
Người mà không tin vào bất cứ thế lực nào là người đáng sợ, vì họ không có con đường, không có giáo pháp để hướng thiện. Nếu bạn đang đau khổ, đang có những vướng mắc, có thể xem lại video Người thường tự tu trong kênh của Khải Toàn. Bất cứ vị nào am hiểu về thuật số đều có thể luận được mệnh giàu sang, mệnh nghèo khổ, vận trình của một lá số. Vậy một người không có cung tài, không có ngôi sao lộc thần, không có tam khố tứ khố thì làm thế nào để phát tài? Đó chính là bố thí. Lại có người bảo rằng tôi không có tiền bạc làm sao mà bố thí. Chính vì bạn không biết mở lòng bố thí nên tài lộc không đến với bạn. Chính vì chưa khai ngộ, bạn không biết rằng bố thí không nhất thiết phải là tiền bạc. Phật dạy dù giàu hay nghèo, nếu biết mở lòng tu bảy pháp bố thí này là người có phước. Bố thí ái ngữ, bố thí lòng biết ơn, bố thí ánh mắt hiền từ, bố thí hành động nhân ái, bố thí chỗ cho người cần và bố thí lòng bao dung. Khi bạn mở lòng bố thí, giả dụ chỉ là lời nói chân thiện động viên một người đang đau khổ, bạn sẽ hiểu rằng mình phát nguyện làm điều tốt, mình nói ngay điều tốt, người đầu tiên nhận chính là mình, chúng sanh chỉ là người nhận thứ hai. Bây giờ Khải Toàn xin hướng dẫn tận tình cách đơn giản tìm ra cung tài. Những cách để kích hoạt cung tài lộc các bạn xem phần sau video. Đầu tiên mời các bạn tìm Google từ khóa thầy Khải Toàn. Các bạn vào website trong website các bạn vào mục tra lá số, nhấn vào lấy lá số, các bạn kéo xuống một tí hoặc là nhấn vào chữ màu đỏ lá số và đại vận. 8 ô bên trái là bát tự của bạn vừa nhập vào, các ô bên đây nói về đại vận. Tiếp theo các bạn chú ý vào mệnh ngày sinh của mình, năm tháng ngày giờ, ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi. Các bạn quan tâm đến mệnh ngày sinh, ví dụ người này sinh ngày đinh thuộc hỏa, mệnh này sinh ngày đinh thuộc hỏa, đinh này là hỏa âm, cung tài sẽ là kim. Hỏa âm thì kim dương là chính tài. Nhìn vào đồ hình này, ta thấy người này chỉ duy nhất một cung canh kim là cung chính tài. Ở phần dưới đây có hướng dẫn chi tiết. Ví dụ người sinh ngày đinh hỏa thì cung chính tài là canh kim. Người sinh ngày bính hỏa, cung chính tài là tân kim. Khải Toàn xin lấy một ví dụ khác. Người này sinh ngày 7 tháng 12 năm 91 dương lịch. Người này sinh ngày tân thuộc kim âm, cung tài là mộc, mộc dương là chính tài. Các bạn có thể kéo xuống đây xem ví dụ. Sinh ngày tân thuộc kim, cung chính tài là mộc dương, tức là giáp và dần. Người này có một chữ giáp dần là chính tài, 1, 2, 3 ba trụ thiên tài, tức là tài phụ, tài bên ngoài, phù hợp với đầu cơ làm thêm hoặc là từ thiện. Tiếp theo Khải Toàn xin lấy một ví dụ 3. Người này sinh ngày giáp thuộc mộc, giáp mộc dương, cung chính tài sẽ là cung thổ âm, cung thiên tài là cung thổ dương. Cung tài của người này rất là vượng, vượng tức là nhiều. Người này có nhiều chính tài lẫn thiên tài. Đây là mệnh dễ kiếm tiền. Ngày giáp có thổ âm là có chính tài.
Để tìm ra mật mã phát tài tiếp theo, các bạn nhấn vào chữ tài lộc. Trong phần này ta tìm mật mã lộc thần cũng dựa vô ngày sinh, tức là nhật can. Ví dụ lá số này sinh ngày Giáp, trong lá số nếu có chữ Dần sẽ có sao lộc thần. Đây là một mật mã dễ phát tài. Người này sinh ngày Giáp, người này có chữ Dần. Với ví dụ số 2, hồi nãy người đó sinh ngày Tân, nếu mà lá số có chữ Dậu là có mật mã lộc thần. Lá số này nãy không có chữ Dậu. Tương tự, bạn tìm xem bạn sinh mệnh ngày gì và bạn nhấn vào chữ tài lộc, sẽ hiện ra mật mã lộc thần. Nếu trong tứ trụ ở địa chi có cái mật mã đó là bạn có mật mã lộc thần. Đây là cách cục dễ phát tài thứ ba, là người có nhiều trụ thổ. Thìn Tuất Sửu Mùi đại diện cho tứ khố. Người có tam khố hoặc tứ khố là người dễ phát tài, tích trữ bao dung ban phát và cả hiếu thuận. Người này sinh ngày Mậu thuộc thổ dương. Cung tài của người này là thủy âm. Thổ dương khắc thủy âm là cung chính tài. Người này vừa có tứ khố, người này vừa có chính tài. Ngày Mậu thổ, lộc thần tại tỵ. Người này không có mật mã lộc thần. Đại vận có mật mã lộc thần vào trước 23 tuổi là giai đoạn dễ kiếm tiền. Nếu lá số của bạn có 3 khố, tức là có 3 trong tứ khố, gặp thêm đại vận có khố là đại vận dễ phát tài. Tuy nhiên phải tra thêm mỗi đại vận phát tài hay không còn dựa vào dụng thần hoặc kỵ thần. Ví dụ người này thiếu thủy, người này gặp vận thìn, thìn là một khố, thìn là thủy khố, đại diện cho giai đoạn này rất dễ phát tài. Để khai thông khố, các bạn nhấn vào chữ tài lộc. Các bạn theo hướng dẫn dưới đây, dựa vào mệnh ngày sinh. Ví dụ bạn sinh ngày Mậu hoặc Kỷ, thìn là thủy khố, bạn dùng Tuất để khai xung. Những gì liên quan đến Tuất giúp cho bạn dễ có cơ hội phát tài. Tương tự, mệnh ngày Bính hoặc Đinh, Sửu là kim khố, bạn dùng Mùi để khai xung. Các bạn lưu ý, những gì Khải Toàn hướng dẫn từ đầu video đến giờ nhấn chú trọng về mệnh ngày sinh, không phải năm sinh. Mệnh ngày sinh bao gồm ở thiên can. Ta có 10 thuộc tính mệnh ngày sinh ở đây: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm thuộc dương, Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý thuộc hành âm. Các bạn tìm ra mệnh ngày sinh của mình, dựa theo mũi tên sẽ tìm được cung tài của mình. Nếu mà ngày âm thì lấy dương và ngày dương thì lấy âm, theo bản hướng dẫn bên dưới. Trong trường hợp lá số của bạn không có chính tài, nhưng nếu đại vận có chính tài đại diện cho giai đoạn đó dễ phát tài, tạm hiểu đây là hạt giống. Mỗi 10 năm là một môi trường, nếu hạt giống phù hợp môi trường thì giai đoạn thăng tiến dễ phát tài hoặc là mọi chuyện thuận lợi. Ngược lại, nếu mệnh của bạn không có tài, đại vận cũng không có tài luôn thì không thể nào phát tài được. Đại vận tốt nên bước vào giai đoạn khoảng 3 đến 50 là tốt nhất, vì nếu mà trước đó hoặc sau đó thì ta không có nhiều cơ hội để phát triển. Các bạn vừa xem qua hướng dẫn cách tìm ra cung tài lộc của mình, làm sao để kích hoạt cung tài lộc. Thật ra có nhiều cách chân thiện giúp gia tăng vận may, gia tăng tài lộc, nhưng không dễ ứng dụng. Ví dụ như ứng dụng cung chính tài, hoặc là đặt tranh ảnh trong nhà để kích hoạt thủy khố mộc khố. Trong đó phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng lớn đến tài lộc và gia đạo. Khả năng trình bày của Khải Toàn hạn chế về từ ngữ nên chỉ tóm tắt hai cách sau.
Cách thứ nhất để kích hoạt cung tài lộc, bạn cần biết dụng thần mệnh khuyết. Dụng thần của bản thân là gì? Ví dụ bạn thiếu thủy, một ngày có 24 giờ, nơi nào bạn thường xuyên tại vị nhất, thường xuyên ở nhiều nhất thì lưu tâm đến nơi ấy. Từ giường ngủ, màu xe, thảm xe, ghế ngồi, trang sức nên có màu xanh dương hoặc màu đen, nên có tượng chuột, heo, rồng. Về chi tiết mệnh khuyết, các bạn có thể vào website tham khảo thêm. Cách thứ hai để kích hoạt cung tài lộc đó chính là nhân quả. Bạn cố gắng làm việc tốt, tích trữ tiền bạc là nhân, làm tốt sẽ có thành quả, dành dụm sẽ tích tiểu thành đại. Từ bây giờ bạn hãy thử bố thí, hãy thử hành thiền mỗi ngày 10 phút. Bố thí là nhân, hành thiền cũng là nhân. Tự khắc sau một thời gian, sắc thái, tướng mạo, từ trường của bạn hoàn toàn thay đổi, đó chính là quả. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thần an lạc.